Hello người, theo mình cũng thấy thì trên màn mình đây là mẫu MRI Cyborg 15. Đây không phải là một mẫu máy mới mà nó ra mắt cũng phải 9-10 tháng gì rồi. Và các bạn chắc cũng đã coi khá là nhiều những bài review về cái mẫu máy này rồi ha. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nhất là ngay cái dịp back to school, những bạn học sinh sinh viên mới bắt đầu bước vào năm học mới và mong muốn sở hữu một cái máy có thể làm được nhiều tác vụ nhưng mức giá phải hợp lý, thì đây, theo mình nghĩ, với mức giá khoảng 15 triệu đồng thì Cyborg 15 là một sự lựa chọn các bạn nên cân nhắc. Và cân nhắc như thế nào hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Rồi, đến với cái yếu tố đầu tiên là về cái yếu tố ngoại hình, là cái mà mình ấn tượng đầu tiên cho con MRI Cyborg 15 này. Nếu như các bạn mà nhìn từ bên ngoài vô thì các bạn sẽ thấy là chúng ta gần như sẽ không thấy một cái đường nét gaming nào ở trên cái mẫu máy này. Cho dù nha, các bạn thấy cái logo rồng ở đây thì các bạn biết đây là thuộc dòng gaming rồi đó. Nhưng cái mặt A nó phẳng toàn bộ. Cái logo rồng này được in chìm những cái thành phần chúng ta thường thấy trên những mẫu laptop gaming vài năm trước, chẳng hạn như những đường cắt sáng, những đường LED RGB thì hoàn toàn không hề xuất hiện trên mẫu máy này. Thì điều này dẫn đến cái gì? Nếu như bạn nào mà thích cái vẻ đẹp của sự tối giản thì chắc chắn các bạn sẽ thích cái mẫu máy này. Đồng thời, các bạn có thể cầm cái mẫu máy này tới trường học, tới quán cà phê, hoặc là ngay cả những bạn đi làm văn phòng đi thì xài cũng rất ok, hoàn toàn không có gì đó nó bị quá là nổi bật mà phải làm cho nhiều khác chú ý tới mình ha. Thì đây là một điểm mình thấy khá thích ở trên cái mẫu máy này. MRI Cyborg 15 về tổng thể chỉ có cái phần khu vực mặt A này là làm từ kim loại thôi, còn lại những thành phần khác thì đều làm từ nhựa. Mình thấy đây cũng không phải là một cái vấn đề gì đó nó quá lớn, bởi vì mặt A là cái mặt mà người khác nhìn vô nhiều thì nó làm từ kim loại, nó sang trọng, nó sờn thích, như vậy là ok rồi. Còn những thành phần khác nhựa cũng chẳng sao. Cái máy này trọng lượng chỉ rơi vào khoảng 1,9 kg mà thôi, chưa tới 2 kg, thì mình thấy đây là một mức trọng lượng khá tốt. Các bạn có thể cầm bỏ vào ba lô kết hợp với cục sạc, đi học, đi làm, ok hết, hoàn toàn không quá nặng như những mẫu máy 3-4 kg này nọ. Thì mẫu này mình thấy nó khá là ok. Và các một điểm nữa, các bạn có để ý cái tên của máy là MSI Cyborg không? Cyborg dịch tiếng Anh qua tiếng Việt có nghĩa là nửa người nửa máy. Các bạn nào có phim siêu anh hùng hoặc đọc tiểu thuyết thì sẽ quen thuộc với cái thuật ngữ này ha. Thì trên mẫu máy này các bạn cũng sẽ thấy cái nửa này nửa kia ha. Chúng ta sẽ có toàn bộ cái tổng thể cái máy là gần như là đen hết, nhưng có những cái đường nét được làm trong suốt, mà không phải là trong suốt mà dạng trong, mà là dạng nhám mờ. Thì các bạn cũng thấy là cái phần ở trên đây để mở máy nè, ngay cái phần gáy cũng làm được trong suốt, và các bạn có thể dễ dàng thấy được những cái vi mạch và phần cứng bên trong. Bên cạnh trái hoặc bên cạnh phải thì cũng đều là làm trong suốt, và đặc biệt đó là khu vực mặt đấy là gần như là trong suốt toàn bộ luôn. Và các bạn thấy không, tuy là một cái nơi mà chúng ta gần như sẽ ít khi nào mà nhìn nó lắm, nhưng mà MSI cũng ráng đầu tư, có một cái dòng slogan ở đây, và chúng ta có thể thấy được những cái ống đồng tản nhiệt ở đây và những cái linh kiện bên trong, thì tổng thể nó làm cho cái máy này nó trở nên có những nét chấm phá nó đặc biệt hơn. Thì đây cũng là một cái điểm mà mình thấy hay ở trên mẫu MSI Cyborg này. Rồi, bây giờ sẽ nói về một cái, đó chính là cái build quality của mẫu máy này như thế nào. Cần phải nói luôn, một trong những cái yếu tố mà rất khá là nhiều người than phiền ở MSI nhiều năm trước, đó chính là cái bản lề. Nó không được tốt, không được chắc chắn, rồi dễ gãy, khá là nhiều drama. Nhưng trên mẫu máy này, tính từ lúc mình xài tới giờ cũng khoảng 2 tháng rồi, và mình chưa gặp phải những cái hiện tượng nào ở trên cái máy này cả. Và phải nói luôn là mình khá hài lòng. Đây mình làm cho các bạn coi luôn. Cái điểm đầu tiên đó chính là liệu cái bản lề này nó có vững chắc hay không. Thì mình sẽ mở máy bằng một tay cho các bạn coi. Không, nếu như mà một cái bản lề không được build tốt thì khi các bạn mở máy bằng một tay thì cái phần bên dưới này nó sẽ đi theo máy, nó đi lên luôn. Thì cái đó là một cái mà các bạn có thể tự test được ha. Và về cơ bản con MRI Cyborg này vẫn là dạng cái bản lề hai, bản lề đơn ở hai bên như vậy. Nó khá là nhỏ, nhìn ban đầu mình nhìn mình cũng khá sợ nha các bạn, bởi vì nhìn nó không hề mạnh mẽ hoặc lực chút nào cả. Nhưng trong quá trình mình xài, chẳng hạn cái việc mà cơ bản nhất là mình gõ bàn phím, mình để trên bàn mình gõ bàn phím nhanh như vậy đó. Hoặc là mình để trên đùi mình gõ phím đó, thì gần như là cái phần khung cái màn hình này nè, nó không hề bị rung lắc. Các bạn biết không, khi mà bản lề yếu, chúng ta gõ nhanh, màn hình này rung rắc nhiều á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự tập trung của chúng ta và cảm thấy khó chịu trong quá trình hoạt động. Thì trên cái mẫu MSI Cyborg 15 này thì mình không gặp phải vấn đề này. Thậm chí là
Đôi khi mình còn hay mở luôn cả cái bản lề này xuống đó cho bạn đối tác của mình coi những cái nội dung chung, coi xong coi nhanh để đưa lên, đỡ thời gian mình phải xây qua xây lại đúng không? Thì mình đánh giá cái bản lề trên con Sidebot 15 này khá ổn. Tất nhiên có một cái mình sẽ không thể confirm với các bạn được, đó là bản lề này có dễ gãy hay không. Vì cơ bản lề này vẫn được làm từ nhựa và cái thời gian mình sử dụng thì nó chưa đủ lâu lên tới mức khoảng là 2 năm hoặc là 3 năm để biết là nó có bền hay không. Nếu như bạn nào mà xài mà có vấn đề gì liên quan tới bản lề của con MSI Sidebot 15 này thì các bạn có thể comment ngay bên dưới để mình và những người khác cùng xem và có cho mình cái những cái sự lựa chọn đúng đắn nhé. Đến với cái yếu tố tiếp theo, cái mà chúng ta tương tác nhiều nhất trên cái laptop đó chính là cái màn hình. Ứng với cái tên gọi của nó là Sidebot 15 thì cái máy này có một cái màn hình kích thước là 15.6 inch và tỷ lệ màn hình của nó là 16:9. Thì các bạn sẽ thấy là do tỷ lệ 16:9 cho nên là chúng ta sẽ có cái phần viền dưới của máy rất là dày và để luôn cái logo MSI ở đây. Thì nói chung là mình không thể nào khen được cái chỗ này bởi vì nó hơi xấu và nó sẽ không có hợp trend ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, với mức giá 15 triệu đồng thì chúng ta sẽ không thể nào đòi hỏi nhiều hơn, đúng không nè. Cái phần bên trên màn hình thì sẽ vẫn có đầy đủ micro và webcam cho những bạn nào học online, làm việc Google Meeting thì vẫn có ok. Còn về cái chất lượng hiển thị của con Sidebot 15 này như thế nào, nếu mà nhìn về thông số đi thì cái máy này nó cũng khá cơ bản. Chúng ta có một cái màn hình độ phân giải là Full HD 1920x1080 kết hợp với đó là tần số quét 144Hz và tấm nền vẫn chỉ là LCD truyền thống thôi. Trong quá trình mình xài cái máy này nha, nó sẽ cho mình một cái trải nghiệm vừa đủ. Nó không quá là xịn sò. Tất nhiên rồi, không thể nào so với những màn hình OLED hoặc là màn hình IPS LCD chất lượng cao hơn, độ phân giải QHD cộng được. Nhưng đối với những cái nhu cầu chẳng hạn như là gõ văn bản, viết bài, xem YouTube hoặc xem Netflix nhẹ nhàng thì mình thấy chiếc máy này nó vẫn đáp ứng tốt. Và đặc biệt là độ sáng của nó dùng trong điều kiện trong nhà mình thấy nó cao, nó đủ cho mình có thể trải nghiệm ổn. Nhưng mà nếu như những bạn nào mà mua cái máy này về và có những cái nhu cầu chuyên biệt hơn về hình ảnh, chẳng hạn như bạn edit cắt kích, bạn edit Premiere hoặc thậm chí là bạn Photoshop hình để sử dụng cho công việc đi hoặc là cho đề án học tập của các bạn, thì mình nghĩ là cái độ sai lệch màu là sẽ có nha. Khi các bạn edit hình ảnh trên đây, coi những cái máy chuẩn màu khác thì maybe là nó sẽ bị sai lệch màu. Thì cái cách mà chúng ta có thể khắc phục được có nghĩa là sẽ mua một cái màn hình rời, độ phân giải cao tốt hơn, độ chuẩn màu cao hơn để làm việc ha. Thì rõ ràng thôi, chúng ta đã mua cái máy giá rẻ 15 triệu rồi, chúng ta canh những cái ngày sale, chúng ta mua cái màn hình xịn sò với giá 4 triệu thì cũng đã ok rồi. Cái đó là một cái mà chúng ta có thể khắc phục được. Tiếp theo đó chính là cái khu vực bàn phím và chiếu nghỉ tay cũng giống như là trackpad. Thì phải nói là mình rất là hài lòng trong cái tầm giá này trên con Sidebot 15 này. Các bạn có biết tại sao không? Chúng ta sẽ nhìn trên bàn phím này hoàn toàn không có một cái dòng chữ gọi là SteelSeries trên những dòng MSI đắt tiền, chẳng hạn như là dòng GE hoặc là dòng Titan. Nhưng mà rõ ràng cái layout phím được MSI áp dụng từ những dòng cao hơn xuống cái dòng máy này và nó làm cho mình có một cái cảm giác gõ rất là ngon. Có thể nói rất là ngon trong tầm giá luôn. Trong quá trình mình xài nha, mình gõ phím cũng thuộc lại là khá nhanh mà mình gần như là ít khi nào bị miss chữ hoặc là bị sai hết. Và cái hành trình phím của trên con MSI Sidebot này nó cũng ok luôn. Mình có thể thao tác một cách mượt mà và không hề ảnh hưởng tới cái workflow của mình. Một cái điểm mình thấy nó rất là ổn ha. Và đặc biệt, những bạn nào học tập hoặc làm việc liên quan tới những con số cũng sẽ thích cái bàn phím này bởi vì chúng ta có một cái phím số rời ở đây cho chúng ta có thể gõ được tốt hơn. Nhưng mà một cái điểm đó là một điểm các bạn cần lưu ý, đó là do cái máy này thuộc phần phân khúc giá rẻ cho nên chúng ta sẽ không có đèn LED RGB toàn bộ phím mà chỉ có một cái đèn LED chung thôi theo từng vùng như vậy. Và mình thấy nó cũng ok, nó không phải là quá sáng nhưng mà nó đủ cho nhu cầu sử dụng cho mình trong cả ban ngày và lẫn ban đêm ha. Bây giờ tới cái phần quan trọng nhất trên tất cả những mẫu laptop gaming, đó là về cấu hình. Thì với 15 triệu các bạn sẽ được gì trên con Sidebot 15 này? Chúng ta sẽ có một con chip Core i5 thế hệ 12
kết hợp với đó là RAM 8GB cơ bản và SSD 512GB và cuối cùng là card đồ họa RTX 2050. Cần phải nói nha, nếu mà chỉ nhìn trên thông số thì cái máy này các bạn sẽ cảm thấy ồ sao nó hơi thọt một tí xíu thôi. Chip thì chip i5 mà RAM cũng 8GB, card lại là 2050, hơi hiếm gặp nha. Các bạn thường sẽ nghe là 3050, 3060 nhiều, nhưng mà 2050 thì nó hơi bị hạn chế. Nhưng mà thực tế sử dụng thì như thế nào? Thì có thể nói luôn, trên cái mẫu máy này, về những trong quá trình mình xài trong suốt 3 tuần qua, về những cái tác vụ cơ bản, mình nói luôn cơ bản là ứng dụng văn phòng Google Docs, ứng dụng cấp kết là những thứ mình xài, cấp kết, thậm chí là Lightroom và những cái tựa game eSports nhẹ nhàng như là Liên Minh Huyền Thoại hoặc là PUBG Mobile thì hoàn toàn không hề làm khó được chiếc máy này. Mình vẫn có thể thao tác khá mượt mà. Cái hiện tượng mà giật lắc khi mà chuyển giữa các phần mềm hay là những cái tab Chrome trên website với nhau đó, thì mình gần như là không gặp ở trên chiếc máy này ha. Cái điểm mà mình thấy nó bị thọt duy nhất đó chính là nó chỉ được trang bị một thanh RAM 8GB single channel thôi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong nếu mà các bạn có coi trên mạng đó, thì ai khi mà cũng biết một chiếc laptop Windows hay Windows sẽ chạy hoạt động mượt mà nhất khi chúng ta chạy RAM ở chế độ gọi là Dual. Có nghĩa là bây giờ các bạn có một thanh RAM 8GB thì các bạn nên mua thêm một cái thanh RAM 8GB nữa chạy Dual với nhau thì cái hiệu suất hoạt động tổng thể của máy nó sẽ tăng lên vượt trội luôn. Thì đây cũng chính là lời khuyên của mình, khi mà bạn nào có nhu cầu muốn mua Sidebox 15, các bạn mua về xong các bạn trang bị thêm một thanh RAM 8GB nữa là có thể chiến phà rồi. Rồi bây giờ thử ép cái máy này làm việc nặng hơn một chút xíu, có nghĩa là chơi game đi. Thì mình đã test thử trên cái máy này cái tựa game hot nhất hiện nay đó chính là Black Myth Wukong. Thì rõ ràng cái card đồ họa 2050 nó không quá mạnh. Nếu như mà mình ráng mình đẩy những cái setting lên medium hoặc là thậm chí là bật ray tracing lên thì cái hiện tượng giật lắc drop khung hình là chắc chắn xảy ra luôn. Tuy nhiên nếu như mình để ở chế độ là low setting thì mình còn hoàn toàn có thể chiến được game một cách mượt mà ở số FPS luôn luôn giữ từ mức từ 60 trở lên. Thì mình thấy đây cũng là một cái máy khá ngon dành cho bạn nào muốn chiến những tựa game đình đám chẳng hạn như Black Myth Wukong ha. 15 triệu mà chiến được một tựa game xịn như vậy thì mình thấy nó cũng rất là đáng mà đúng không? Nói về hiệu năng xong thì mình sẽ nói về tản nhiệt. Tản nhiệt trên con máy này mình đánh giá cũng khá ngon. Thậm chí là MSI còn để luôn một cái chế độ gọi là bật quạt mạnh lên. Đây, mình có thể bật cho các bạn coi nghe luôn. Đây chế độ bình thường đúng không? Mình bật một cái lên thì là quạt kêu rất là to luôn. Đó, các bạn có thể nghe được phải không? Thì cái chính vì cái quạt mà nó có thể bật được full công suất như vậy cho nên chiếc máy này sẽ hoạt động cho những cái mà điều kiện nó các bạn mà ráng các bạn chạy những ứng dụng nặng hay là chạy nhiều ứng dụng khác nhau thì cái máy này nó vẫn có thể đảm nhiệm được ha. Thì đây cũng là một cái điểm các bạn cần biết về con Sidebox 15 này, hoàn toàn không hề yếu như trên thông số đâu. Tất nhiên các bạn cần phải nâng cấp RAM để có thể sử dụng mượt mà hơn. Rồi cuối cùng là về thời lượng pin. Thì thực sự mà nói chiếc máy này có một cái thời lượng pin nó không quá tốt cũng không quá tệ. Nó ở mức trung bình. Nếu như mình để độ sáng màn hình là 100%, mình bật wifi liên tục thì mình có thể làm việc văn phòng nha khoảng 2 tiếng rưỡi cho tới 3 tiếng đồng hồ. Khi mà mình có kết hợp chơi cờ TFT hoặc là edit Photoshop Lightroom đi thì con số này nó sẽ bị rơi vào khoảng 2 tiếng thôi. Tất nhiên trong quá trình càng xài về lâu pin càng dài thì cái thời lượng sử dụng pin nó sẽ càng thấp xuống. Cái này thì các bạn cũng hiểu rồi. Và vậy nên nếu như có chơi game hoặc làm những ứng dụng nặng nề thì các bạn nên cắm sạc cho chiếc máy này ha. Để tổng kết lại thì với mức giá 15 triệu, Sidebox 15 có còn đáng mua hay không? Thì mình đánh giá là nó sẽ cực kỳ đáng mua dành cho những bạn nào có nhu cầu ở mức cơ bản hoặc là đặc biệt là những bạn học sinh, sinh viên cần một chiếc máy mức giá nó hợp lý, có thể dễ dàng mua được và có một cái ngoại hình nó ổn, chất lượng build ngon, cấu hình đủ để có thể vừa học vừa chơi game giải trí nhẹ nhàng thì chiếc máy này có thể làm tốt được tất cả những điều đó ha. Còn tất nhiên những bạn nào có nhu cầu cao hơn thì có thể tham khảo những cái dòng máy nó cao cấp hơn, chẳng hạn như con MSI Sword mà mình đã từng làm trên channel này ở những video lần trước, các bạn có thể xem lại ha. Rồi bạn nào có câu hỏi nào liên quan tới mẫu máy MSI Sidebox 15 này hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ xem và trả lời cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.